Anh, sao người ta nói là anh đang bị bệnh, anh ở một nơi rất xa mà sao tự nhiên anh về đây vậy? Ờ đúng rồi đó anh khỏe không? Đừng có gạt tôi. Cô với hắn ta làm trò bỉ ổi sau lưng tôi đúng không? Anh nói gì kỳ vậy? Em với chị My không có gì hết á. Cậu im đi. Cậu không đủ tư cách để lên tiếng trong căn nhà của tôi. Nhưng tại sao? Tại sao em lừa dối? Em gạt tình yêu của tôi. Để đến giờ này 45 tuổi, 46 tuổi, tôi lại ngẫy ngang đường tình với em. Tại sao? Em nói tôi nghe coi. My. Anh, em xin lỗi. Em không bao giờ có ý định lừa gạt gì anh đâu. Em nói với anh là thật lòng đó. Em xin thề. Cái gì vậy Tịnh? Vậy thì bây giờ nếu như mà ông ta bỏ đi rồi á thì bỏ luôn đi, không cần đuổi theo nữa. Nhưng mà em sao lúc nào cái gì em cũng làm quá vấn đề lên á. Cái gì mà như ngồi trên đống lửa vậy? Chuyện đâu còn có đó. Không, cái chuyện này không có bình tĩnh được. Trời ơi, chuyện đang rất là tình hình. Mà bây giờ ông bỏ đi rồi làm sao giải quyết được cái tình hình này? Cuối cùng được cái tình hình này lại càng căng thẳng hơn so với cái tình hình ban đầu nữa. Bây giờ chừng nào bình tĩnh lại đi nói chuyện nha. Rồi, bình tĩnh lại nè. Nhưng mà em nói, anh không có được chửi em nha. Cái gì? Nói đi. Dạ. Chuyện là đúng thiệt là có đứa con 3 tuổi. Nhưng mà không phải của My với Bình.